Quý vị có tin được không? Dòng loa karaoke mini xách tay ở đây lại có cái giá thành cao hơn so với lại cái mẫu loa bass đôi 40 ở dưới đây. Đó là sự thật đó quý vị. Mẫu loa mini xách tay này thì hiện tại đang có nhiều phân khúc giá là 2.9 triệu này, 3.5 triệu này và cao hơn nữa là 7 triệu. Trước mắt quý vị đây là sản phẩm 7 triệu nha. Còn thằng sản phẩm dưới đây thì giá của hiện tại đang phân phối ra ngoài thị trường á là chỉ có 5.5 triệu mà thôi. Dĩ nhiên rồi, tại sao nó lại có giá thành chênh lệch như vậy? Bởi vì đồ ở trong cái sản phẩm loa mini này thì hiện tại đang đi với cái phiên bản cao cấp là phiên bản NT2039, phiên bản limited, tức là phiên bản giới hạn. Thì với phiên bản này thì sẽ cho chúng ta với một cái chất lượng âm thanh phải nói rất là tuyệt vời, được tích hợp với một cái thùng gỗ bao da với nhiều màu sơn. Quý vị chúng ta cũng có thể là chọn màu sơn màu cam, màu xanh lá, màu đỏ, rồi màu nâu, rồi màu xám khói, rất là nhiều màu sơn. Thì người ta sẽ đưa lên cho quý vị chúng ta với nhiều hình ảnh để quý vị chúng ta xem và lựa chọn những cái phiên bản màu sơn này nhé. Còn ở đây thì người ta đang tiến hành là đi ở bên trong với một cái cặp loa bass 20 quý vị nhé, và từ 140 côn 51 và tích hợp bên trong là hai cái trép neo khối 450 ha. Và trép này thì chuyên dùng cho loa điện khoảng tầm gần 20 triệu trở lên, nên thành thử là cho chúng ta với một cái tiếng trép rất là sáng, bass rất là căng và cho với một cái chất lượng âm thanh phải nói rất là tuyệt vời. Kèm theo đó thì Nhật Tây đi với cái bộ mạch lọc đường tiếng, tức là mạch lọc phân tầng. Thì ở đây sẽ chia ra tiếng bass, tiếng trép nghe rõ ràng hơn so với những dòng sản phẩm có cái mức giá mềm hơn như là 3.5 triệu hoặc 2.9 triệu quý vị nha. Nó khác một trời một vực về cả công suất là 1 này, về chất âm là 2 này, về cả micro là cái thứ 3 này. Rồi, thì ở đây á, Nhật Tây có trang bị cho khách hàng của mình với một cặp micro kim cương UHF micro tay nhôm. Thì đây là một trong những cái dòng mic phù hợp nhất với lại cái sản phẩm này mà Nhật Tây chọn lựa cho khách hàng của mình. Kèm theo đó là trên đây nó được tích hợp với một cái bo mạch với nhiều chức năng. Chúng ta có thể là sử dụng như những chức năng giống như là ghi âm này, rồi chức năng là ưu tiên giọng nói để dành cho MC dẫn chương trình này. Chúng ta có chức năng kích bass lên, tức là sẽ nhiều bass hơn. Và với cái dòng bo này sẽ có nhiều cái nút chỉnh. Đầu tiên thì đây sẽ là âm lượng của nhạc này, rồi chỉnh được bass nhạc, trep nhạc. Rồi về micro thì chỉnh được mix bass, mix trung, mix trep. Và chỉnh được phần reverb của mic này, delay của mic và echo của mic và âm lượng của micro. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể chỉnh với nhiều cái chức năng ở đằng sau này. Nhật Tây quay luôn cho quý vị xem nhé. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cắm được USB này, rồi cắm được cái ngõ cắm HDMI từ cái TV truyền xuống ha. Rồi chúng ta có thể là nhận âm thanh cổng quang vào, đưa cổng quang vào nhé. Rồi chúng ta có thể xuất âm thanh này ra để mà dùng để livestream trong cái điện thoại của mình, để nghe âm thanh gốc nó hay hơn rất là nhiều so với quý vị chúng ta livestream một cách trực tiếp, thì nó sẽ bị thu âm bởi cái micro của điện thoại. Thì ở đây chúng ta ghi âm trực tiếp từ nhạc gốc luôn và mic gốc luôn, giống như mình đang thu âm vậy. Rồi ngoài chức năng đó ra thì cũng có thể là cắm được cái micro rời ở ngoài vào này. Chúng ta có muốn trang bị thêm mic hoặc là mic, chúng ta có cái bộ mic nào ngon hay là chất lượng nữa, chúng ta có thể gắm vào đây. Còn ở đây thì nó có một cái cẩm guitar, hoặc quý vị chúng ta đánh đàn, organ, rồi trống sáo kèn, nói chung là đều giao tiếp nhận vào đây được hết quý vị nhé. Nên thành ra là đây là một trong những cái dòng sản phẩm đa năng, nhỏ gọn nhưng mà cho với một cái chất lượng cao và công suất lớn quý vị nhé. Và một điều không thể thiếu ở dòng sản phẩm này là về cái thẩm mỹ, cái độ thẩm mỹ của nó với nhiều màu sơn rồi. Và quan trọng hơn nữa là về cái mẫu loa, đã gọi là mẫu loa di động đúng không ạ, thì có một cái thiết kế rất là nhỏ, rất là gọn. Với những dòng loa như thế này, loa đôi ở bên dưới thì chúng ta không thể nào mà bỏ trên một chiếc xe gắn máy hoặc là một chiếc xe hơi mà cái cốp nó nhỏ. Thì nhưng mà cái dòng loa này thì được quý vị nhé. Dòng loa NT2039 mẫu loa karaoke mini xách tay được Nhật Tây thiết kế lắp ráp thì nó sẽ đi bất cứ đâu và chúng ta dễ dàng chở, chúng ta bỏ lên xe cột cả là chúng ta chở được . Còn ví dụ như chúng ta muốn đi trên xe hơi, xe bốn bánh thì chúng ta chỉ việc bỏ vào cốp mà thôi. Và tới đó mà đem ra ngoài trời đó thì thật ra nè, Nhật Tây nói là nó nhỏ mà nó có vỏ là có nguyên do, bởi vì một cái dòng loa này nó đánh không thua kém gì so với dòng loa bass đôi 40 ở bên dưới đâu. Thì giá nó đã hơn rồi đúng không ạ, nhưng mà công suất thì kích thước thì chắc chắn rồi, nó sẽ nhỏ hơn nhưng âm thanh là tương đối lớn bằng quý vị nha, chứ không phải là nó kiểu là nhỏ thì nó cho âm thanh nhỏ. Đúng, nhỏ nó sẽ có nhỏ, nhưng thằng này nhỏ, nó có vỏ, nó khác. Còn ngoài ra
Đây là phiên bản cao cấp thì quý vị chúng ta mua với một cái phân khúc giá là khoảng là 7 triệu ha, đã bao gồm phí giao hàng tận nhà cho quý vị. Còn ví dụ như chúng ta có cái tầm tiền rẻ hơn hoặc là tầm tiền ít hơn là 2 triệu 9 hoặc là 3 triệu rưỡi thì quý vị chúng ta đã sở hữu một mẫu loa như thế này rồi. Nhưng mà linh kiện và các thiết bị âm thanh là nó sẽ không bằng được so với dòng sản phẩm có giá là 7 triệu này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm cao cấp mà Nhật Tây đang demo cho anh khách hàng VIP. Anh cũng đã đầu tư với Nhật Tây với một dàn âm thanh cả trăm triệu rồi. Hôm nay anh có đầu tư thêm một cái dòng loa mini để mà đi đây đi đó du lịch, anh hát hò cho nó dễ, nó thuận tiện. Thì Nhật Tây cũng giới thiệu anh cái mẫu này và anh đã đặt cho nó là ráp cho anh với một cái cấu hình cao. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà Nhật Tây hứa hẹn sẽ đem lại cho quý vị chúng ta với nhiều cái trải nghiệm và cái chất lượng âm thanh tốt nhất trong cái giá tiền mà quý vị bỏ ra nha. Còn bây giờ thì Nhật Tây sẽ dành nhiều thời gian hơn để mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm cái chất lượng nhạc và chất lượng âm thanh karaoke. Và xin lưu ý rằng nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ, và nó nhỏ nhưng mà nó nặng. Nó nặng là trọng lượng nó nặng quý vị nha. Trọng lượng nó nặng, nó tới khoảng tầm 13, 14, thậm chí gần 15 kg đó. Nên quý vị chúng ta nếu mà chúng ta di chuyển đi đây đi đó tại cái địa điểm nào chúng ta hát ở ngoài trời thì công suất sẽ đáp ứng đủ cho quý vị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đeo tai nghe vào và cảm nhận cái chất lượng âm thanh, xem nó sẽ cho cái chất lượng như thế nào quý vị nhé. Ok. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng âm thanh karaoke của dòng sản phẩm NT2039 phiên bản limited, giới hạn quý vị nhé, phiên bản giới hạn. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng hát karaoke xem nó có hay không nhé. Đây. Bao năm là trôi gặp chút vốn ba xa quê nhà, mang trên vai chẳng là ngày tháng sống thôn khó. Quên đi chiếc những lời nhỏ được chưa tiêm lo. Nhiều đêm riêng tôi nghĩ đến những chuyện đưa phiền. Tương lai ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt ngào. Đơn vương chi mình ta có liêu hào qua vẫn chưa thấy. Đôi tay cứ mãi cố gắng để bên bao bao đắng. Cho duyên rằng câu sẽ đi thật nhanh. Nhiều lần ta cũng không khóc, không dù nhục lần trai. Đời đâu phải chút thiên thai sự vui được hoài. Công danh chưa thành công, chẳng hỡi thôi ta có thêm. Hoa đã đem trai đủ rồi thì cùng đêm. Miền đời dù nhiều xa xăm, ta cũng vươn thiên ngàn dâm lên nhiều nhường. Rồi mai đây ta thành công, đừng bế tâm ta trái hoa. Mần tâm đi gói ta và đầy dẹp pha. Người nhặt áo bên sông, đời em
trong lòng đã đau sắc mắt em tươi cất tình từ nay tôi cũng tươi. Người giặt áo bên sông để yên áo hoa bên chồng hạnh phúc có chúc mừng.